Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn và giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm mới. Đó là chiếc giường kéo giãn cột sống dùng cho những bệnh nhân có thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, thường xuyên đau lưng, cần có dụng cụ để kéo giãn cột sống, lở rộng các khe đốt sống giúp cho thần kinh không bị chèn ép, giảm đau đớn và giúp cho quá trình tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng được tốt nhất. Thì như quý vị đang quan sát thấy, đây là hình ảnh của sản phẩm. Chúng tôi đã lắp ráp hoàn chỉnh. Đây là phía đầu này. Để phân biệt đầu và đằng sau thì phía đầu có hai lúm này. Phía đằng sau có các cái nút đệm để chúng ta để chân này. Đây là thước đo. Đây là hệ thống đai kéo cổ. Còn đây là hệ thống đai giữ vai và đai giữ hông để chúng ta thực hiện thao tác. Về cấu tạo của sản phẩm, phần mặt này được cấu tạo bằng đệm mút êm, được làm bằng da chắc chắn phủ bên trên. Phần khung được cấu tạo bằng thép mạ sơn tĩnh điện sáng bóng. Còn đây là kích dùng để quay để chúng ta điều chỉnh độ dài ngắn và mức độ chỉ định kéo giãn cột sống. Nguyên lý của hoạt động của cái máy này là chúng ta sẽ kéo kích, quay kích để điều chỉnh cột sống sao cho thẳng về phía đầu trên và đầu dưới, giúp cho bệnh nhân bớt đau đớn. Sau đây thì xin mời một bạn có thể hướng dẫn quý vị làm mẫu để quý vị thực hiện tại nhà. Ở đây chúng ta tiến hành lắp các đai. Thì đây là phần đai trên và đai dưới. Để phân biệt đai trên và đai dưới thì đai trên bao giờ cũng có hai dân ngắn hơn là đai dưới, vì chiều dài của chi dưới bao giờ cũng là dài hơn chi trên. Nên là chúng ta sẽ lắp cái dây dài hơn về phía dưới. Quý vị quan sát nhé. Chúng ta chỉ ở việc lắp về phía đằng sau lưng, sau đó là vòng dây và thít lại rất đơn giản thôi. Sau đó chúng ta kiểm tra hệ thống đai một lần nữa, đúng vị trí chắc chắn. Và sau đó hướng dẫn bệnh nhân nằm lên giường kéo giãn cột sống để chúng ta tiến hành thực hiện. Đầu tiên là chúng ta sẽ để bệnh nhân nằm lên và sau đó điều chỉnh làm sao cho bệnh nhân ở cái tư thế thoải mái nhất, vai đúng hai vị trí lúm trên, sau đó vòng các dây ở hệ thống đai trên. Chúng ta cứ kéo cho căng dây ở mức độ vừa phải, không trùng mà không được căng quá. Sau đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh phần trục bên dưới thước đo phù hợp với lại chân của bệnh nhân và chúng ta chốt lại ở cái chốt hãm. Và tiến hành buộc các đai bên dưới. Chúng ta kiểm tra một lần nữa hệ thống dây và các cái quan chốt. Chúng ta còn lắp thêm một con chốt ở phía thước này nữa.
Đây là sau khi chúng ta đã chuẩn bị về phần bệnh nhân xong. Quý vị lưu ý là chúng ta sẽ kéo giãn cột sống riêng, cột sống lưng riêng và cột sống cổ riêng. Vì lực của cột sống lưng sẽ khác với lại lực của cột sống cổ. Lực cột sống lưng bao giờ cũng lớn hơn, do đó là chúng ta sẽ kéo là phần cột sống lưng trước. Ở khi bắt đầu thì chúng ta có thể để bệnh nhân tự quay đến một lực nhất định và cảm giác thoải mái nhất, không căng quá cũng như là không chật quá về cái phần lưng, hoặc có thể là tiến hành hỗ trợ quay cho bệnh nhân. Và họ trong quá trình quay thì mình hỏi bệnh nhân là đã phù hợp chưa. Nếu phù hợp với lực quay và chiều kéo giãn rồi thì chúng ta sẽ dừng lại, không nên kéo quá căng, sẽ gây tổn thương đến cột sống. Tốt nhất chúng ta nên kéo ở vị trí lực vừa phải, sau đó để bệnh nhân tự dò vòng quay cho đến lực kéo phù hợp nhất. Thì đây chúng ta đang tiến hành kéo giãn phần cột sống thắt lưng. Toàn bộ quý vị đang quan sát đây. Chúng ta kéo giãn cột sống lưng trong lộ trình khoảng từ 20 cho đến 30 phút. Sau đó thì kết thúc liệu trình. Khi kết thúc liệu trình kéo giãn cột sống lưng thì chúng ta quay kích trở lại phần vị trí ban đầu. Khi với ví dụ như bệnh nhân chỉ có chỉ định là quay cột sống lưng, kéo giãn cột sống lưng thì chúng ta sẽ tiến hành tháo tất cả hệ thống đai trên và đai dưới cho bệnh nhân nghỉ ngơi tại giường kéo giãn từ 15 cho đến 20 phút để tránh tình trạng thay đổi áp suất đột ngột trong tủy sống dẫn đến hiện tượng choáng váng. Sau đó chúng ta kết thúc liệu trình. Bệnh nhân từ từ ngồi dậy và rời khỏi giường quay. Cũng tương tự như vậy thì chúng ta có thể là tiến hành kéo giãn cột sống cổ cũng tương tự như vậy. Và liệu trình của chúng ta lặp đi lặp lại để đạt được hiệu quả điều trị cao nhất. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu sơ bộ về chiếc giường kéo giãn cột sống cũng như nguyên lý hoạt động của chiếc giường. Quý vị có nhu cầu về sản phẩm hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại hoặc trang web. Xin trân trọng cảm ơn.